Nhân mới tới hả? Dạ cậu. Ok, đồ xe đâu rồi? Dạ. Đồ xe đâu? Dạ, đồ xe đó. Bên đó đó hả? Đồ đó cũng nhiều xe đó hả? Dạ. Dạ, bằng chân nhiên chắc là tâm xe chặt chỗ này hết cậu. Hả? Hả? Kệ đó thôi. Nhưng mà có người nó ngồi đây chuẩn bị nó đọc kinh thánh á, quà tặng á, kiểu này bọn người cái kiểu đó là khi nào vậy đó, quà tặng cho mình cái bài nào vậy đó, mà ừ. Tụi nó kiểu cái Mỹ chứ con đâu có biết đâu, lấy hoa rải con chưa bao giờ đi, lấy hoa rải đúng không, cái gì phải không, đúng rồi chúc con nhớ ra, hồi bị ăn tiền, con nghe lấy ra lát cô dâu ra là còn không coi, nếu không mình bỏ thêm rải thêm mình được. Rải cái này nhẹ quá chấm đá. Đây đá hả? Cái rải lên con dâu chứ rẻ hả? Ờ rải con dâu rẻ. Con nói cái này nhẹ quá, nó bỏ trên ghế kìa, bỏ trên ghế. Mỗi mỗi người một cái. Ờ true me at new thực vật. Ờ đôi cho con dâu khi con dâu chú rể đi ra đôi lên. Mình đôi hả? Còn nếu mà con muốn cầu đôi thì hai đứa đi ra đó cầu đôi. Để lát xong hết trơn con đứa cầu đôi. Đưa cái đôi cho con nhanh thôi. Dạ. Ồ cái này đưa cho em phê đôi nó đã đó. Thôi giờ nó xé ra nó quăng giờ luôn. Hơi nắng nha. Ừ. Cũng hên là thời tiết mát con hiểu. Dạ. Thôi nóng ngồi này. Tối nay là chắc hơi lạnh. Tối nay lạnh chứ, tối lạnh. Đây mới bắt đầu thôi. Chưa đông đủ. Giờ mình kiếm chỗ ngồi ngồi đi anh. Anh muốn ngồi trước thì ngồi trước. I think you guys. Em nói nhỏ mấy người ấy là ngồi trên đó đi. You small. You guys small. Go up there. Go sit in front. Tôi yêu lên đây luôn.